Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Với một cái sản phẩm mic không dây, các bác khi nào mà touring biểu diễn chương trình sự kiện quán bar phòng trà vũ trường thì ở đây là một cái thương hiệu mới nổi đến từ hãng là CB Audio SK555. Mic không dây nhập khẩu chính hãng các bác nhé. Rồi, ok, thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng xem qua tổng quan ngoại thất. Đấy, và bây giờ nó sẽ đến cái phần nội thất của cái hệ thống mic không dây này các bác nhé. Đó, đây là cái bao bì đóng gói này, chúng ta có mấy tấm xốp này, nhìn trông rất là đẹp. Đó, nhìn trông rất là đẹp. Chúng ta có những cái tay mic, nhìn trông nó phải gọi là xịn sò luôn các bác nhé, nhìn nó rất là sang xịn. SK555 CB Audio, đây là những cái tay mic. Phụ kiện đi theo nó gồm có tay mic này. Đó, đầu thu nó nằm ở phía dưới, cục nguồn này, dây kết nối này, pin, chống lăn, anten dâu các kiểu. Cái này em sẽ bỏ ra một bên. Và chúng ta sẽ đi đến cái chủ đề chính, đó là cái đầu thu này ở dưới này. Để em sẽ nhấc cái đầu thu này ra, mời các bác cùng xem. Một cái sản phẩm nhập khẩu chính hãng của CB Audio. Đó, dưới là có mỗi cái đầu thu thôi. Bỏ đầu thu ra. Rồi, cho mấy này. Tay mic đi. Đây là cái tay mic này. Đấy. Đây các bác đang xem đây. Đầu thu tay mic này, nhìn trông nó rất là sang, xịn đúng không ạ? Nhìn chuyên nghiệp nhỉ. Đằng sau là chúng ta có các cái cổng kết nối như là anten này, cổng nguồn này, hai đường mic, kênh trái kênh phải riêng và mic AB. Đó, tem bảo hành của hãng. Các bác quét QR code đi nhé, quét QR code đây để ra được cái thông số chi tiết của cái bộ mic không dây này. Một trong những bộ mic không dây mà nhìn hình thức nó rất là đẹp luôn. Đấy, và cái cụ này là cụ tháo rời giống như các cái dòng mic cao cấp nhé. Đây, trên đây em đang giới thiệu toàn thể các bác một cái hệ thống mic không dây cao cấp nhập khẩu chính hãng của CB Audio. Đấy, nhìn trông nó sang xịn đấy nhỉ. Đấy, em bóc nốt mấy cái này ra nhá. Ta có là anten này, nguồn này, dây kết nối. Nhìn trông nó rất là sang, xịn, đẹp. Và cái đầu thu này thiết kế một cái công tắc nguồn ngay phía trước này. Các phím chức năng thì nó sẽ được di chuyển sang hai bên cạnh này. Scan này, Sin này, Scan này, Sin này. Control đây là vừa tăng giảm âm lượng, vừa thay đổi tần số sóng nhé. Rất là đa năng luôn. Cái mic này thì hiện tại giá trên thị trường nó đâu đó nó khoảng tầm 5 đến 6 triệu gì đấy, khoảng tầm đó. Các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Đây là một cái sản phẩm cao cấp, không phải bình dân đâu, nó là cao cấp. Nó thuộc dạng là series microphone không dây cao cấp, chuyên dùng cho các bác nắp quán bar phòng trà vũ trường. Yêu cầu chất sóng phải khỏe và cái chất âm phải sạch, sắc nét và chi tiết, thì đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bác. Đấy, thì trên đây là video giới thiệu với toàn thể các bác về cái mic không dây đến từ thương hiệu là CB Audio. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho anh em thôi nha. Và clip lần sau thì em sẽ test thử cái chất âm của cái mic này các bác nha. Vâng, và đây là sau khi em đã tháo mic ra cho các bác xem nhé. Tháo thì em cũng chỉ là tháo tay mic này và kết nối lên như là cái bộ mà các bác đang đi làm chương trình ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn được cái khách quan nhất về cái thông số giao diện của cái sản phẩm. Về phần mặt trước của sản phẩm này các bác nhìn này, nó có một cái màn hình. Màn hình này thì sẽ thay đổi màu nhé. Cái ống mic nào đang hoạt động thì là sẽ nó hiển thị màu trên đây. Đây là một cái điểm cộng mà nhiều cái microphone khác cũng đang làm theo, nhiều hãng khác cũng đang làm theo. Đấy, đây là nút control này. Đấy, control. Đó. Sử dụng nút này thì các bác bấm nhấn vào đây này, thì nó sẽ vào luôn là gain in, tức là âm lượng. Thì âm lượng lớn nhất
đang ở để trên đây là 31. 31. Còn các bác dùng thì em khuyên dùng để khoảng 24 hoặc là vào 16, 15. Đó, tức là bằng một nửa của âm lượng mắc thì nó sẽ khoảng một nửa âm lượng mắc hoặc là 60 đến 80% thì nó sẽ bền hơn nhá, không bị vỡ tiếng. Còn đây là frequency, tần số sóng của kênh A hoặc kênh B, không biết là các bác nhìn thấy gì không. Nó hơi ngược sáng tí. Đó. Chúng ta sẽ ấn này. Gan y này. Frequency này. Đấy. Q này. Đây là cái độ noise gate của cái mic này nhá. Chỉnh được cái noise gate luôn. -65, -95. Đó. Đây là noise gate. Và cuối cùng là khóa, chúng ta có bật khóa không? Thường thường thì em xong rồi em bấm khóa lưu vào. Đấy thì nó sẽ hiển thị hình cái khóa lên đây. Là các bác vặn đây nó không có tác dụng. Đấy, xong là phải bấm mở nữa. Đó, bên này cũng thế. Bên này cũng tương tự như vậy thì em sẽ chỉnh luôn. Cho gain in về 24. Tần số sóng này. Đây là cái độ noise, noise gate. Và knock thì để khóa luôn. Đấy, ok. Thì cái mic nào chưa bật đi thì nó sẽ hiển thị sóng mặt hình nền này là màu cam. Còn khi đã sử dụng bật lên rồi thì nó sẽ hiển thị sang màu trắng. Không biết là các bác nhìn thấy gì không nhưng em tầm này test mắt rồi. Đấy, đây là cái logo của sản phẩm này, SK555 Wireless. Đó. Một trong bộ mic không dây mà em thấy giá hợp lý mà đẹp, cũng như là một cái sản phẩm nhập khẩu chính hãng do công ty CB Audio nhập khẩu. Đấy, và đặc biệt dòng mic này là chúng ta có một cái cụ mic gọi là cụ mic tháo rời nhé. Các bác có thể thay thế những cái cụ mic cao cấp vào, thay những cái cụ cao cấp của các hãng khác vào. Đấy, đây là cái phần này. Tay mic này, hai pin, công tắc nguồn bấm giữ đây. Dưới đây thì chúng ta có thể tùy chọn các cái chế độ sóng ở dưới này nữa, rất là tiện. Đây, mic này các bác đi làm cà phê sân vườn ấy, hay là các bác đi làm chương trình sự kiện mà các bác mới dùng ấy thì nên dùng những cái dòng mic phổ thông này đã, cao cấp như phổ thông. Đấy, sau mà các bác có điều kiện rồi thì các bác có thể chuyển sang dòng cao cấp khác, các loại mic 20-30 triệu bộ cũng được. Đây là dưới này có nút, ba nút này thì em sẽ bấm vào đây xem nó như thế nào. Đấy, nó sẽ hiển thị là âm lượng sóng và chế độ đang sử dụng cường độ sóng của pin. Đó. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Đấy. Mic này thì nhà hãng đã tặng theo hai chiếc chống lăn để em tiệm để em cài đặt luôn. Đây là cái mã QR code của hãng, nếu các bác nào mà có check thì quét nha. Sản phẩm chính hãng nên là yên tâm tuyệt đối. Giá nó đâu đó nó khoảng 5 đến 6 triệu. Đấy, khoảng 5 đến 6 triệu. Một bộ microphone không dây chuyên dùng cho các bác đi làm sự kiện tiệc cưới. Tiếng rất hay và rất xịn, sóng cực khỏe, cực xa. Các bác có thể trải nghiệm dùng thử trong vòng một tuần, không ưng ý các bác có thể gửi giả. Đấy, nhưng với điều kiện là không được để xước nhá. Xước này em trừ phần trăm, em nói trước, xước này em sẽ trừ phần trăm. Đấy. Xước này còn các bác dùng quăng quật đập phá nữa thì thôi. Đó. Tem chính hãng của CB Audio. Tem bảo hành của hãng. Sản phẩm được bảo hành 365 ngày hoặc 12 tháng hoặc là 1 năm. Các bác có thể tùy chọn những chế độ bảo hành. Và trong thời gian bảo hành, nếu như có lỗi phát sinh của nhà máy, không bị xước tay mic, không bị xước đầu thu, bên em đổi cho các bác cái bộ khác. Còn nếu như các bác dùng mà chả may nó bị xước hoặc là cũ quá rồi thì bên em không đổi được, bên em chỉ hỗ trợ bảo hành thôi. Đó, để các bác hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm này các bác nhé. Đây là một cái bộ mic không dây mà cao cấp mà em ưng ý từ trước giờ này, ưng ý nhất. Trong clip lần sau thì em sẽ test thử cho các bác xem. Đấy, microphone không dây đến từ thương hiệu CB Audio, mã là SK555. SK là viết ca tắt của sự kiện. Còn 555 thì chắc là nó một phát nó xử lý cho 555 khách như sao. kiểu đó. Ok, trên đây là video em giới thiệu nhé. Còn lại là em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái phía trước giao diện của cái sản phẩm này. Đây là cái cổng SIM, tức là cổng đường này gọi là nó sẽ có một cái
tàu phát vẫn đang bắt phát tín hiệu quang học, tức là gọi là IR, tức là các bác sẽ đặt một tay mic như này này, hướng về cái cửa SIN này, sau đó là các bác dò sóng, không thích lựa chọn tần số này, lựa chọn tần số khác, xong bắt đầu bấm SIN hoặc scan. Đấy, sau đó nó sẽ dò được cái tần số sóng. Ở đây nó có một là sóng, hai là cường độ sóng, ba là audio. Đấy. Và cái này nó hai cái, nó báo luôn cả vạch pin trên đây nhá, báo luôn cả vạch pin trên đây. Một trong cái mic này em thấy nó rất là hay, rất là hay, không biết các bác nhìn thấy gì không. Quay lại gần cho các bác xem. Điện thoại giờ nó nói rồi. Chúng ta có vạch pin này, hình tay mic này, sóng này, gain in này, rồi các cái nó đi theo đầy đủ đây. Các bác về mà dùng ý, cài đặt cố định trong nhà ý, các bác bóc cái sim này ra nhìn cho đẹp hơn nhiều. Nhưng em này em không bóc đâu nhá, em chỉ khoe thế thôi. Các bác bóc ra thì phải rút cái núm này ra, xong bắt đầu mới bóc được cái này ra. Đấy, thì trên đây là video giới thiệu về cái sản phẩm microphone không dây đến từ thương hiệu CB. Nếu các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá đâu đó nó khoảng tầm 5 đến 6 triệu một bộ. Khoảng tầm 5 đến 6 triệu, cụ thể bao nhiêu thì em không nói rõ nhé. Đấy. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip test lần sau.